Thân mến chào mừng các bạn. Chúng ta trở lại kênh Mr. Loneliness Learn. Trong video này thầy sẽ giúp các bạn giải một cái đề kiểm tra thi học kỳ 1 của chương trình tiếng Anh sách giáo khoa chương trình mới đó các bạn nha. Chương trình cũ thầy cũng đã quay nhiều cho các bạn rồi. Thì bây giờ nói chung thì sách cũ sách mới thì cơ bản kiến thức nó cũng nhiều đó thôi các bạn ha. Các bạn nếu mà học sách mới thì các bạn xem sách cũ cũng được, không sao hết. Rồi, các bạn học sách cũ thì xem sách mới cũng được. Bây giờ như mỗi khi á, thì cái phần nghe và phần nói á, thầy quay những cái video riêng. Thì bây giờ thầy sẽ giúp các bạn ấy sang cái phần luyện nghe, luyện vân, luyện viết này, luyện đọc này, từ vựng, ngữ pháp này, vân vân. Phần thứ nhất là phần phát âm, pronunciation này. Thì chúng ta sẽ có những câu thế này. Câu số 1 này. Người ta hỏi mình là cái dấu nhấn chính á. Đó, dấu nhấn chính trong câu á, là trong từ đó. Vậy thì chúng ta xem bốn phương án cái từ nào á là nhấn khác biệt nhất các bạn ha. Ví dụ cái từ này nhấn âm đầu, từ kia nhấn âm thứ hai, từ này nhấn âm hai thì cái từ âm đầu này thì khác biệt hơn đúng không? Rồi, ví dụ như là câu 1 này. Solar and a solar charger. Solar charger là nhấn âm đầu đúng không? Advertisement là âm đầu. Xin lỗi các bạn. Cái câu 1 là hai chữ riêng với nhau, rời nhau. Thì hai chữ rời nhau á, thì mình vẫn tính từng âm một các bạn nha. Ví dụ này, solar charger thì nhấn âm số 3 nhé các bạn nha. Đó, cái chỗ này thì các bạn lưu ý một xíu. Nhấn âm số 3. Volunteer, âm 3 luôn. Advertisement, âm 3 luôn. Và cái chữ cuối cùng là community. Community là nhấn âm 2. Và thì chữ này là khác biệt nhất. Ta chọn phương án D. Câu 2. Meaningful. Meaningful là nhấn âm đầu đúng không? Đó. Obvious âm đầu. Và for các bạn. Cái chỗ này là các bạn để ý này. Fortunate. Đó. Nhấn âm đầu là bạn này. Và âm này các bạn đọc là ch. Fortunate. Đó, âm đầu luôn. Chỉ có cái này là nhóm âm 2 này. Important. Âm 2. Cho nên là câu 2 là cũng là phương án D. Câu 3. Lighthouse là cái ngọn hải đăng đó các bạn. Ngọn hải đăng á. Lighthouse âm đầu. White House âm đầu, Nhà Trắng. Green bạn. Anh này. Green House. Và câu số 3 này các bạn để ý này, cũng là phương án D nhá. Ba cái này đều là âm đầu hết. Greenhouse, lighthouse, white house, nhưng cái này lighthouse. Đó, hai cái này rời nhau cho nên cách nhấn khác liền đúng không nào? Và câu số 3 cũng là D. Câu số 4. Fabric âm đầu, computer âm đầu, laptop, tomboy, laptop này, rồi tomboy, rồi computer là âm 2, xin lỗi bạn, không phải âm đầu nha. Fabric âm đầu này, laptop âm đầu này, tomboy âm đầu này, computer âm 2. Câu số 4 phương án C đúng không? Computer chúng ta vẫn hay nghe đọc đó. Rồi, tất cả đều âm đầu, chỉ có câu C là âm 2. Computer. Rồi, câu số 5 này, các bạn nhìn đây, cái chữ này là con cá ngựa đó các bạn ha. Cái cá ngựa là seahorse đúng không? Rồi, vậy thì câu số 5 nhấn âm nào? Portable âm đầu. Washing machine âm đầu. Expensive âm 2. Seahorse. Rồi. Âm đầu, âm 2. Câu số 5, phương án B. Đó, 5 câu đầu tiên liên quan đến dấu nhấn. Câu số 6 người ta kiểm tra. Chọn câu trả lời tốt nhất. Người ta gạch chân chúng ta cái từ này. Và người ta cho những chữ xem cái từ nào phù hợp nha. Câu số 6 này. Các bạn để ý, cái đây là cái tính từ. Nhưng mà nó đi với một cái mạo từ mới, một cái mạo từ xác định the, thì nó biến thành danh từ. Đây là kiến thức của chương trình tiếng Anh lớp 10 mà rất là hay cho các bạn đó.
Và trong quá trình thầy sách giáo khoa cũ, sách giáo khoa mới, thầy cũng có đề cập rất là nhiều rồi. Rồi, vậy thì những người khuyết tật này các bạn, đó, the handicapped là những người khuyết tật, là sao các bạn? Là có nhu cầu được giúp đỡ, có nhu cầu được giúp đỡ từ từ cộng đồng của chúng ta, từ cộng đồng á. Vậy thì cái từ này nó đồng nghĩa với từ nào? Nó đồng nghĩa với từ này này các bạn này, disabled, disabled nó đồng nghĩa với từ handicapped nha. Rồi, câu 6 là B. Câu 7. Làm cách nào, cái cách thức hay là làm cách nào những tình nguyện viên giúp đỡ những đứa trẻ bất lợi và khuyết tật như thế nào với những cái khó khăn của chúng? Đây, cấu trúc này, overcome là vượt qua, chiến thắng được hay là vượt qua. Có nghĩa là làm cách nào những người tình nguyện viên này có thể giúp đỡ được những cái đứa trẻ khuyết tật và bất lợi vượt qua những khó khăn của chúng. Đó, câu số 7 là như vậy. Câu 8. Rồi, các bạn để ý này, câu 8 nó có một cấu trúc rất là hay này. Câu 8 nó hơi khó hơn xíu liên quan đến cấu trúc dùng ngôn ngữ. Bạn đã làm vỡ cái cửa sổ của tôi. Cái người phụ nữ lớn tuổi đã nói với cậu bé. Cậu đã làm vỡ cái kính của tôi, cái cửa sổ của tôi. Người phụ nữ già nói với cậu bé. Người phụ nữ già như nào cậu bé về cái việc làm vỡ cái cửa sổ của cô ta? Các bạn chọn A cho thầy. Thầy giải thích cấu trúc của chúng ta đây. Accuse nha, bạn đấy nè. Accuse someone of doing something. Nhớ là doing là một cái động từ thêm in. Nhớ luôn luôn là một động từ thêm in nha. Đây, gốc từ nó đây, thêm in này. Accuse someone, someone trong trường hợp này là một cậu bé, of doing something. Cả cái cấu trúc của nó có nghĩa là cả cấu trúc nó đây này. Đó, of doing nha, doing nha. Đó, và chỗ này là một cái về nha, động từ thêm in nha các bạn nha. Đó, cả cái cấu trúc của nó là gì? Là cáo buộc ai đó, cáo buộc ai, tố giác ai, cáo buộc ai làm cái việc gì. Như vậy là câu này có nghĩa là gì? Người phụ nữ già cáo buộc cậu bé là đã làm vỡ cái cửa sổ của cô ta. Cáo buộc này, quy tội cho đó, cáo buộc cho đó các bạn nhé. Nhớ cấu trúc nha. Accused someone of doing something. Nhớ cho thầy. Là cáo buộc ai đó làm cái gì đó. Câu số 9. Câu số 9 các bạn nhìn đây. Rồi câu số 9 dở hơn một xíu. Contribution này. Contribution này. Một cái ngân hàng đã hứa là một cái khoản hiến tặng 24 triệu đô la cho cái quỹ thiên tai, cho cái quỹ thiên tai, quỹ tiền phòng chống thiên tai á. Thế thì cái từ hiến tặng này á thì nó đồng nghĩa trong một chừng mực nào đó với cái từ contribution là sự đóng góp này các bạn. Sự đóng góp á. Ok. Rồi câu 10. Đây, nhấn mạnh thời điểm này, nhấn mạnh trạng ngữ này. Đúng 7 giờ tối và mẹ của tôi như thế nào? In the field, trên cánh đồng. Câu 10 này, các bạn chọn cho thầy mấy phương án này, 4 phương án này. Rồi, không phải nhấn mạnh trạng từ mà câu liên quan đến quá khứ tiếp diễn. Chọn B. Vì sao thầy làm quá khứ tiếp diễn chỗ này? Bởi vì các bạn để ý đây, liên quan đến cái thì quá khứ tiếp diễn trong cái chương trình tiếng Anh lớp 8, lớp 9 thầy giảng rất kỹ cho các bạn rồi. Là một cái thời điểm cụ thể xác định trong quá khứ đó các bạn nha, là chúng ta quan tâm dùng quá khứ tiếp diễn cho thầy. Ví dụ ngày hôm qua lúc 8 giờ tối tôi đang ăn cơm thì lúc đó dùng quá khứ tiếp diễn. Ngày hôm qua lúc 7 giờ 10 buổi trưa tôi chơi đá bóng thì cũng dùng quá khứ tiếp diễn cho thầy. Một thời điểm quá xác định rõ ràng trong quá khứ thì chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn. Này, quá khứ tiếp diễn này. Mẹ của tôi là ngôi số 3 số ít cho nên là động từ to be là theo của nó là was đúng không? Rồi, động từ thêm in. Quá dễ rồi. Đó là câu số 10. Câu 11. Câu 11 các bạn nhìn đây. Câu 11 nhìn vô cái cấu trúc gì? Thấy giới từ in không? Giới từ in các bạn làm quen thuộc chưa? Đây. Giới từ in thì thường chúng ta sẽ gặp cái từ interested in doing something hoặc là something cũng được. Đam mê, đam mê, quan tâm, đam mê cái gì đó. Nelson Mandela
trở nên đam mê, trở thành đam mê vào cái gì? Vào chính trị, và buộc buộc phải rời bỏ cái trường đại học đầu tiên của ông ta. Ok, câu 12. Đây, câu 12 các bạn nhìn vô thấy cấu trúc gì chưa? He gì vậy? Hesitated. Hesitated cộng to cộng một động từ. Hesitated cộng to cộng động từ. To đâu? Đây, to đây. Đó. Anh ta do dự để ra quyết định, chính anh ta về cái thời điểm khi nào thì họ nên rời đi để đến nước Anh, để đến nước Anh. Đó, có nghĩa anh ta rất là do dự về cái thời điểm để ra quyết định đó, về cái thời điểm để rời rời đi để đến nước Anh đó, rời đi cái nơi đó để đến nước Anh đó. Ok. Câu 13. Câu 13 các bạn nhìn đây. À, cái từ này rất là dễ này. Câu 13 đó các bạn, từ in the dust. Đây, to be in the dust. Giống như là trở về với cát bụi đó các bạn, chết đi đó. À, đây là một cách dùng nghĩa bóng rất là hay mà trong văn, trong tiếng Anh văn chương á, người ta hay rất hay dùng. Đó, trở về với cát bụi đó các bạn. Cha của cô ta đã chết sau sau khi ông ta nuôi nấng tất cả những đứa con của ông ta lớn lên người á, thì cái từ chết này á, died, nó đồng nghĩa với cái từ này, trở về cát bụi. Ok. Đó các bạn ha. Rồi như vậy là cái phần 1 của chúng ta tới đây thôi. Mỗi video thầy quay mười mấy phút cho các bạn dễ theo dõi. Phần 2 của đề kiểm tra này sẽ bắt đầu từ câu số 14. Các bạn ha. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn gặp đón nhận nhiều video hay. Các bạn lưu ý nha, những cái cụm từ rất là hay này các bạn tập nhớ đi để xem để các bạn luyện nói. Ví dụ là was in the dust, he was in the dust. Đó, ok. Thì nó bằng với kiểu trong đầu mình nhớ nhớ ngay cái từ die, died, died này các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo.